Quý vị đang theo dõi thông tin toàn cảnh cập nhật mới nhất trong 24 giờ trên kênh tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, vài năm trở lại đây, các lực lượng chức năng như công an, biên phòng, cảnh sát biển, quản lý thị trường đã liên tiếp phát hiện, triệt phá nhiều đường dây nhập lậu xăng dầu, thậm chí pha chế xăng dầu. Đáng chú ý, những vụ án này dường như đều có sự móc nối, tiếp tay của chính những cán bộ hải quan với thủ đoạn tinh vi nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Không bao lâu sau khi chuyên án 920G liên quan đến thủ đoạn sản xuất hơn 200 triệu lít xăng giả tại Đồng Nai với giá trị thời điểm bắt giữ khoảng 2.800 tỷ đồng, khiến 74 bị can bị truy tố tiếp tục mở rộng điều tra sang giai đoạn 2, thì mới đây, cơ quan điều tra lại tiếp tục phá chuyên án 0623T buôn lậu dầu FO, DO khủng, có sự tiếp tay của một số cán bộ hải quan thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nhìn vào hình ảnh này, ít ai nghĩ được rằng đây chính là một mắt xích trong đường dây buôn lậu quy mô khủng được tiếp tay bởi chính cán bộ hải quan. Giữa mênh mông sóng nước, một chiếc xà lan vận chuyển dầu cập sát con tàu hàng mang quốc tịch nước ngoài. Nhìn bề ngoài, dường như chiếc xà lan đang tiếp nhiên liệu cho con tàu lớn trong hành trình vạn dặm phía trước. Hình ảnh này quá đỗi bình thường ở những cảng biển lớn. Nhưng ẩn chứa sau đó là cả một đường dây buôn lậu dầu tạm nhập tái xuất quy mô lớn, núp bóng doanh nghiệp vận chuyển, có sự tiếp tay của một số cán bộ hải quan thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu. Chuyên án 0623T. Trước Tết 2024, trinh sát phát hiện công ty vận tải xăng dầu Sài Gòn Transco, gọi tắt là công ty Sài Gòn Transco, ở đường Đào Chí, phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ là công ty vận chuyển, nhưng thường xuyên có nhiều xe bồn chở dầu ra vào. Các xe này hoạt động nhiều vào ban đêm và có nhiều dấu hiệu nghi vấn là đường dây mua bán, kinh doanh dầu FO, DO, không có hóa đơn, chứng từ. Qua đó, trinh sát phát hiện đây là một đường dây hoạt động núp bóng doanh nghiệp, lợi dụng chính sách tạm nhập tái xuất để buôn lậu dầu FO, DO với quy mô lớn. Thăm nắm tình hình, công an xác định đường dây này do Lê Tấn Hòa, sinh năm 1976, ngụ quận 7 cầm đầu. Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh, chuyên án 0623T đã được xác lập. Trong chuyên án này, các đối tượng thực hiện hành vi tội phạm đều có kinh nghiệm trong lĩnh vực buôn lậu dầu, nên các trinh sát phải thay phiên nhau đeo bám di biến động của các đối tượng trong đường dây gần như 24/24 giờ. Đến ngày 13 tháng 1, Công an thành phố Hồ Chí Minh và Trạm biên phòng cửa khẩu Cảng Phú Mỹ, biên phòng cửa khẩu Cảng thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra xà lan Tấn Hào 2 của công ty Sài Gòn Transco, phát hiện trong hầm bí mật chứa nhiều dầu FO, DO. Số hàng này không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc và xuất xứ. Qua làm việc, Nguyễn Tấn Tài là thuyền trưởng và Nguyễn Quốc Việt là máy trưởng cùng các nhân viên trên xà lan cho biết, lô hàng trên gồm 45.000 lít dầu FO, 6.000 lít dầu DO do công ty Sài Gòn Transco mua lại từ tàu V, tức tàu nước ngoài, để tiêu thụ trong nước. Cùng thời điểm, Công an thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Trạm biên phòng cửa khẩu Cảng Phú Mỹ làm việc với thuyền trưởng, đại diện của tàu V. Qua làm việc, những người này cho biết, quá trình cập cảng ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã liên hệ với đơn vị cung cấp ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để đặt nhiên liệu cấp cho tàu. Đến ngày 12 tháng 1, xà lan Tấn Hào 2 do Nguyễn Huy Phương là nhân viên giao nhận công ty Sài Gòn Transco cập mạn tàu V để cấp dầu. Trước khi bơm dầu lên tàu, Phương đề nghị thuyền trưởng tàu bán lại 45.000 lít dầu FO, 6.000 lít dầu DO. Sau đó Phương thanh toán 2.800 đô la Mỹ để mua số hàng trên. Buôn lậu hàng triệu lít dầu nhờ cán bộ hải quan hỗ trợ. Công an xác định, Hòa thành lập công ty Sài Gòn Transco thực hiện hợp đồng vận chuyển dầu FO, DO thuộc diện tạm nhập tái xuất. Nhóm Hòa đã dùng pháp nhân công ty trên để vận chuyển dầu FO, DO từ tổng kho xăng dầu Nhà Bè, giao cho các tàu quốc tế đang neo đậu tại khu vực sông Đồng Nai, cảng Phú Mỹ, Vũng Tàu, cảng Lotus. Theo quy định, dầu tạm nhập tái xuất được công ty kinh doanh dầu mua về theo hình thức tạm nhập, sau đó bán tái xuất cho tàu quốc tế, tức tàu Viễn Dương quá cảnh tại Việt Nam, không được tiêu thụ nội địa. Lợi dụng quá trình vận chuyển dầu nêu trên, Hòa đã chỉ đạo nhân viên của công ty liên hệ với các thuyền trưởng, máy trưởng của các tàu nước ngoài để thương lượng mua lại một phần lô dầu giao cho tàu mà không làm thủ tục khai báo hải quan theo quy định. Dầu mua lại được Hòa chỉ đạo bơm vào các khoang bí mật được thiết kế trên xà lan để qua mặt cơ quan chức năng, sau đó tập kết về kho chứa dầu tại trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải xăng dầu Sài Gòn Transco để tiêu thụ nội địa, thu lợi bất chính. Hòa cho người nhà nắm giữ vai trò quan trọng trong chuỗi hành vi phạm tội, hoạt động khép kín theo quy trình. Xà lan vận chuyển dầu sau khi nhận dầu từ kho của công ty kinh doanh xăng dầu sẽ xuất bến ra nơi tàu nước ngoài mua dầu, neo đậu. Xà lan cập mạn tàu nước ngoài khoảng thời gian tương đương khoảng thời gian cần thiết để bơm số dầu mà tàu nước ngoài mua để qua mặt cơ quan chức năng. Thực tế xà lan chỉ bơm lượng dầu rất ít lên tàu, số dầu còn lại đã được thỏa thuận mua lại từ trước đó.
Sau khi hoàn tất quá trình mua bán, xà lan chở số dầu lậu mua được về đậu ngoài khơi bến tàu của công ty Sài Gòn Transco. Đến đêm, chiếc xà lan này sẽ vào bến, bơm số dầu trên qua một chiếc xà lan đậu trong bến. Ngụy trang là một chiếc xà lan hỏng đang sửa chữa. Từ chiếc xà lan hỏng này có một hệ thống ống ngầm chôn dưới mặt đất đưa dầu lậu vào các bồn chứa bí mật trong khuôn viên công ty Sài Gòn Transco. Từ đây, dầu sẽ được bơm lên các xe bồn đưa đi tiêu thụ các nơi. Hoạt động vận chuyển, mua bán dầu diễn ra vào đêm khuya, gây khó khăn cho ban chuyên án trong việc huy động phương tiện, lực lượng theo dõi, giám sát xuyên suốt và liên tục. Số liệu điều tra ban đầu thể hiện, trong giai đoạn khoảng 24 tháng từ năm 2022 đến hết năm 2023, Hòa đã chỉ đạo buôn lậu chót lọt hàng triệu lít dầu có nguồn gốc từ hàng tạm nhập tái xuất, trị giá lên tới nhiều chục tỷ đồng. Liên quan đến đường dây này, chỉ trong 9 ngày, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu và nhận hối lộ xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa Vũng Tàu, ra quyết định khởi tố đối với 6 bị can gồm Lê Tấn Hòa, sinh năm 1976 là chủ mưu, Lê Văn Phước, sinh năm 1984 là giám đốc công ty Sài Gòn Transco, Nguyễn Huy Phương, sinh năm 1987 là nhân viên giao nhận tại công ty Sài Gòn Transco, Lê Minh Thuận, sinh năm 1976, Nguyễn Tấn Tài, sinh năm 1966 và Nguyễn Quốc Việt, sinh năm 1965 về tội buôn lậu. Mở rộng vụ án, Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện hành vi tiêu cực của hai cán bộ công chức hải quan thuộc Chi cục Hải quan Cảng Phú Mỹ là Hồ Việt Tân, sinh năm 1963 và Bùi Huỳnh Bá Phước, sinh năm 1984. Qua đấu tranh nhanh, các đối tượng cán bộ hải quan khai nhận đã nhận tiền chung chi của đối tượng Lê Tấn Hòa và các nhân viên công ty Sài Gòn Transco để không thực hiện đầy đủ quy trình giám sát hải quan theo quy định, tạo điều kiện để Lê Tấn Hòa và đồng bọn mua bán dầu FODO từ các tàu quốc tế mà không khai báo hải quan. Ngày 18 tháng 3 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố đối với Hồ Việt Tân và Bùi Huỳnh Bá Phước về tội nhận hối lộ. Nếu như từ trước đến nay, hầu như các vụ buôn lậu dầu bị triệt phá đều là những vụ sử dụng phương thức dùng tàu lớn mua lại xăng dầu ngoài biển, sau đó neo đậu ngoài phao số 0 rồi bán lại cho các tàu nhỏ hơn để vận chuyển vào bờ, thì đây là lần đầu tiên và cũng là vụ đầu tiên buôn lậu dầu theo hình thức mua bán dầu tạm nhập tái xuất được Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá thành công. Việc triệt phá thành công chuyên án này thể hiện quyết tâm cao độ trong công tác phòng chống tội phạm, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, một mặt hàng mang lợi nhuận khủng cho những đối tượng và gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế. Những năm gần đây, loạt chuyên án buôn lậu, sản xuất xăng giả đã được triệt phá với quy mô và thủ đoạn hết sức tinh vi. Trong các bị can bị khởi tố, có cả những người từng là giám đốc doanh nghiệp xăng dầu, cán bộ hải quan và lực lượng thực thi công vụ. Nhìn lại quá trình điều tra, bóc gỡ, triệt xóa các đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả, mới thấy sự tính toán tinh vi của các đối tượng. Nhắc tới cái tên Trịnh Sướng, người ta nhớ ngay đến vụ đường dây xăng giả cực lớn khiến người dân sửng sốt bởi lượng nhiên liệu giả hàng chục triệu lít tuồn ra thị trường nhiều năm với món lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng. Xung quanh đó là câu chuyện của ông Trịnh Sướng, chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ Hưng, Sóc Trăng, nhân vật chính trong đường dây. Đường dây của Trịnh Sướng gây rúng động bởi không chỉ bán xăng giả ở khu vực miền Tây Nam Bộ, Tây Nguyên, xăng giả của Trịnh Sướng còn được đưa ra tiêu thụ ở một số tỉnh phía Bắc như Nghệ An, Hải Phòng. Đáng chú ý, Trịnh Sướng có thể ngang nhiên kinh doanh hàng triệu lít xăng giả trong suốt hơn 2 năm. Trong vụ Trịnh Sướng, 39 đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam với hành vi chủ yếu là dùng hàng ngàn tỷ đồng mua hóa chất pha chế dung môi với xăng nền, hóa chất xăng RON và hỗn hợp màu azo để tạo thành xăng A95, E5, RON92 giả bán ra thị trường, qua đó thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, so với đường dây sản xuất xăng giả của Trịnh Sướng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ Hưng, Sóc Trăng bị khởi tố và bắt giữ năm 2019, thì đường dây buôn lậu và làm xăng giả mới bị Công an Đồng Nai triệt phá có quy mô và mức độ còn lớn hơn, nghiêm trọng hơn. Theo đó, chuyên án 920G liên quan đến 200 triệu lít xăng giả tại Đồng Nai từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ tại các tỉnh thành phía Nam, miền Trung và Tây Nguyên do Công an tỉnh Đồng Nai lập chuyên án để điều tra mang tên chuyên án 920G và khởi tố vụ án tháng 9 năm 2020 được đánh giá còn tinh vi hơn. Theo báo cáo của Công an Đồng Nai, các đối tượng sử dụng tàu biển có trọng tải lớn trực tiếp nhập xăng từ ngoài phao số 0, sau đó để che giấu hành vi phạm tội và gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Các đối tượng đã sử dụng ụ nổi đưa ra giữa lòng sông Hậu có bể rộng lòng sông là 2,5 km thuộc địa bàn xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long để neo đậu các tàu, xà lan bơm hút xăng, đồng thời tổ chức lực lượng sử dụng các tàu cao tốc để cảnh giới xung quanh khu vực ụ nổi. Ở trên bờ, đối tượng dùng các nhà nuôi chim yến để cảnh giới người lạ xâm nhập. Đường dây được tổ chức chặt chẽ với phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi, nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng chức năng liên quan đến nhiều tỉnh thành trong cả nước. Các đối tượng tham gia vào đường dây này có sự phân công nhiệm vụ cụ thể từ nhập hàng, bơm hút, pha chế, hợp thức hóa chứng từ và vận chuyển đến các cây xăng để tiêu thụ. Các đối tượng sử dụng mạng lưới các đơn vị bán lẻ xăng dầu ở các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai nhằm chỉ giấu hành vi.
Đáng chú ý, đường dây này còn có sự móc nối bảo kê của cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan, ông Ngô Văn Thụy. Trước khi bị bắt tạm giam, ông Ngô Văn Thụy giữ chức đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam, Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan. Ông Thụy bị khởi tố bắt tạm giam do liên quan đến nhận tiền hối lộ của một số bị can bị bắt trong đường dây buôn lậu sản xuất xăng giả quy mô lớn do Phan Thanh Hữu cầm đầu. Không chỉ đưa hối lộ cho Thụy để được vận chuyển và mua bán xăng lậu, đường dây do Phan Thanh Hữu cầm đầu cũng có hành vi đưa hối lộ cho một số cá nhân là quân nhân trong lực lượng cảnh sát biển, bộ đội biên phòng. Kết thúc điều tra giai đoạn 1, có 74 bị cáo bị xét xử. Mới đây, ngày 19 tháng 3 năm 2024, cơ quan điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã tiếp tục khởi tố giai đoạn 2 của vụ án. Trong vụ án này, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai xác định tổng số lượng xăng các bị can buôn lậu lên đến trên 200 triệu lít, tương ứng với tổng giá trị hàng hóa phạm pháp là trên 2.690 tỷ đồng. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã tịch thu xung công quỹ nhà nước 17 phương tiện tàu thủy, 22 xe bồn, hàng trăm tỷ đồng cùng nhiều tài sản có giá trị khác.